Hello everybody. Now we're going to Chi An lake. And now this one very big and they have some small boat. This one for you inside the lake only. And they all different. They're all different from the Iskano or the small boat in Australia or America. This one they build up from the wood material, and this one the machine was small one, just for lake only, and they can go outside the beach, the river only. And now they have some small one, this one, and they can cut the fish from the lake, the Chi An lake. Anh An, cho hỏi thăm cái đường nào mình có thể đi qua bên Đức Mẹ Nước Núi anh? Qua cái xăng hả? Qua cái xăng hả? Vâng, phải đi đường phải đi ra đường ngoài, chứ đường này không đường tắt hả? Dạ, cảm ơn hả? Ngày hôm nay mình mang đứa con gái tới đây để nó coi cái hồ Chị An đó. Cái hồ Chị An thì cái này bên cho nó khác. Còn đám Đức Mẹ Núi Cúi cũng hồ Chị An, nhưng mà nằm ở địa điểm khác. Tại đây bây giờ mình tạm thời ngưng máy nha. Rồi The mouse The mouse to cut you. Dạ. Not polite. Yeah. Ok. Vì tạm thời mình ngưng máy nha bà con. Để chở con gái về nhà để nó mặc cái quần dài cho nó lịch sự khi mà lên trên Đức Mẹ Núi Cúi á. Còn đi đám vừa rồi dông trong bùa rừng thì mũi cắn quá chừng đi. Ok, tạm thời mình ngưng máy nha bà con.